chào các bạn. Bạch Ngọc Sách mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ của tác giả Mực Thích Lạng Nước. Hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe tiếp chương 29 của quyển 1. Nghề nghiệp và nhà ở đều là chuyện nghiêm túc. Chương này được dịch bởi Nhóc KD255 qua giọng đọc của Lan Chi. Clan cố khiến bản thân không biểu hiện dị thường hắn ôm cái tâm tư tò mò, hàng thật, giá thật mà hỏi. Thầy bói có năng lực gì? Câu này, cậu hỏi chưa chính xác rồi. Hẳn phải là sử dụng ma dược thầy bói sẽ đạt được năng lực gì? Đơn Smith lắc đầu cười, cả khuôn mặt và đôi mắt xám đều ẩn trong bóng tối, quay lưng lại với mặt trăng đỏ, thuộc chim tinh, bói toán thẻ bài linh bãi linh thị cùng vô số thứ tương tự như vậy đương nhiên không phải là cậu sử dụng ma dược rồi là lập tức hiểu và nắm giữ được chúng ma dược chỉ cho cậu tư cách và năng lực học những thứ đó mà thôi bởi vì thiếu phương pháp đối địch trực tiếp à cậu có thể tưởng tượng rằng nghi thức ma pháp phải chuẩn bị rất nhiều cho nên không phù hợp với việc gặp phải chiến đấu cho nên về tri thức thần bí học thì thầy bói càng bác học và chuyên nghiệp hơn cả kẻ dòm ngó bí ẩn nghe thì cũng rất phù hợp với nhu cầu của mình chỉ là thiếu phương pháp đối địch làm cho người ta khá do dự hơn nữa có lẽ giáo hội nữ thần đêm tối không có các danh sách kế tiếp thánh đường hẳn là chỉ giáo đường ninh tĩnh tổng bộ của giáo hội cách thức đối địch của danh sách thấp có lẽ chưa chắc so bì được với súng ống. Glenn im lặng, cưng nhắc trong đầu, khi thì kẻ dòm ngó bí ẩn, khi thì thầy bói. Còn về phần người nhặt xét, hắn hoàn toàn không quan tâm. Thấy thế, thế Don Smith cười nói. Đừng vội lựa chọn, sáng thứ hai nói đáp án cho tôi là được. Mặc kệ cậu muốn lựa chọn cái nào, hoặc quyết định từ bỏ. Nội bộ kẻ gác đêm chúng tôi sẽ không có cái gọi là ngoài mức quy định. Cứ bình tĩnh lại, tự hỏi tâm linh của mình ấy. Nói xong, anh ta bỏ mũ xuống, khe khẽ cúi đầu, rồi chậm chậm lướt qua Glenn, đi tới cầu thang. lan không nói gì, không đưa đáp án luôn, mà im lặng chào, rồi im lặng nhìn theo. Tuy rằng lúc trước hắn luôn luôn muốn được trở thành người phi phàm, nhưng khi cơ hội đặt ra trước mặt thì lại do dự không thôi. Sự khuyết thiếu của danh sách sau, đủ loại mất khống chế của người phi phàm, độ tin cậy của nhật ký Russo Đại Đế và những tiếng thì thầm hư ảo khiến người ta điên cuồng, khiến người ta sa đọa cùng tạo nên đầm lầy cản trở người ta tiến bước. Hắn hít vào một hơi thật sâu lại từ từ thở ra chả khác nào việc điền vào phiếu nguyện vọng đại học của một tên học sinh học hành chắn giỏi mà cũng chẳng dốt len tự giễu mình một câu tập trung tinh thần đang lạc trôi đi tận đâu khẽ mở cửa về phòng nằm lên giường hắn nằm đó lẳng lặng mở to mắt nhiều phần đáy của chiếc giường bên trên đang nhiễm ánh đỏ rực Bên ngoài cửa sổ, tiếng kẻ say xỉn lão đảo ngang qua. Xa xa, có tiếng xe ngựa chạy lọc cọc trên con phố trống trải. Tất cả những tạp âm ấy không phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, mà khiến nó càng thêm sâu thẳm, càng thêm thâm trầm. Lên, lắng cảm xúc của mình xuống, nhớ tới đủ mọi chuyện xưa cũ ở trái đất. Nào là người cha thích rèn luyện thân thể cứ nói chuyện là nói rất to nhớ tới người mẹ bị bệnh mãn tính nhưng lại hay chạy đôn chạy đáo vì mình tới đám bè bạn chơi với nhau từ thuở bé từ cùng nhau đá banh đánh cầu tới chiến game hay mạt chược lại nhớ tới cô nàng mà mình tỏ tình thất bại nay không còn nhớ rõ mặt mũi như nào những nỗi nhớ ấy như dòng nước sông yên ả không máy gợn sóng không tổn thương sâu sắc lại lặng lẽ che phủ tâm linh có lẽ chỉ mất rồi mới biết quý trọng khi đỏ rực rút đi mặt trời hiện lên phía đường chân trời chiếu ánh sáng vàng óng ánh glenn đã có lựa chọn hắn rời giường tới phòng tắm chung đánh răng rửa mặt cho mình tỉnh táo lại sau đó cầm tờ tiền một xô tới chỗ bà Wendy mua 8 bao bánh mì mạch đen với 9 đồng penny, bổ sung cho món ăn đã ăn hết tối qua. Giá bánh mì bắt đầu ổn định rồi. Sau bữa sáng, Benson vừa thay đồ vừa bình luận. Hôm nay là Chủ nhật. Cuối cùng thì anh ta và Melissa đã có thời gian nghỉ ngơi. Glenn đã mặc bộ vest ngồi trên ghế, liếc tờ báo cũ mà hôm qua mang về, cảm thấy bất ngờ mà nói. Chỗ này có quảng cáo cho thuê nhà này. Số 3 phố Wenden khu Bắc, nhà riêng có 2 tầng, tầng trên có 6 phòng, 3 phòng tắm, 2 ban công, tầng dưới có 1 phòng ăn, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 2 phòng tắm và 3 phòng cho khách kèm theo 1 tầng hầm. Bên ngoài căn nhà là thảm cỏ tư nhân 2 mẫu, đằng sau là một vườn hoa nhỏ, có thể cho thuê 1 năm. 2 năm hoặc 3 năm. Tiền thuê mỗi tuần là một bảng 6 xô. Ai muốn thuê thì tới số 16 phố Champagne tìm ông Gosef. Đây là mục tiêu tương lai của chúng ta. Benson đội chiếc mũ phớt màu đen lên, khẽ cười nói. Tiền thuê nhà trên báo thường hơi cao. Công ty cải thiện nhà ở thành phố Tiên Gen có rất nhiều lựa chọn, còn rẻ hơn mà không kém là bao vì sao không tìm hiệp hội cải thiện nhà ở cho tầng lớp lao động tiên gen? Melissa cầm chiếc mũ cũ rách, mặc chiếc váy dài màu xám trắng nhẹ nhàng, đã khâu vá vài lần nhưng được coi là đáng mặt nhất đi ra khỏi căn phòng kế. Sự điềm tĩnh và sự nội liễm của con bé không thể che giấu đi được vẻ thanh xuân tươi đẹp. Benson cười ha ha nói, em nghe ai nói cái hiệp hội cải thiện nhà ở tầng lớp lao động tinh game vậy? Jenny, bà Rochelle hay là bạn thân Selina? Melissa đưa mắt sang bên khác, hạ nhỏ giọng đáp. Bà Rochelle, tối hôm qua lúc đi tắm em gặp bà ấy. Bà hỏi thăm Glenn phỏng vấn như nào, em nói qua vài câu. Sau đó bà ấy đề nghị tìm hiệp hội cải thiện nhà ở tầng lớp lao động tinh game. Benson thấy Glenn cũng không hiểu. Đèn mỉm cười lắc đầu nói. Đây là hiệp hội nhà ở dành cho dân nghèo. À, nói đúng hơn phải là dân chúng ở giai tầng thấp. Những căn nhà mà bọn họ sửa sang và cải tạo đều là kiểu nhà dùng chung phòng tắm. Chỉ cung cấp ba lựa chọn là một phòng, hai phòng và ba phòng. Các em có muốn tiếp tục ở chỗ tương tự thế này không? công ty cải thiện nhà ở thành phố Tiên cũng kinh doanh tương tự bọn họ, nhưng là cung cấp sự lựa chọn cho tầng lớp trung lưu. Nói thẳng ra, thì bây giờ chúng ta tốt hơn tầng lớp cấp thấp, nhưng so với tầng lớp trung lưu thực sự thì vẫn còn thua kém. Không phải vấn đề tiền lương mà là thiếu thời gian tích lũy. Glenn hiểu, hắn cất tờ báo, cầm mũ phớt và đứng lên nói chúng ta xuất phát thôi anh nhớ rằng công ty cải thiện nhà ở thành phố tiên ghen nằm ngay phố hoa thủy tiên benson vừa mở cửa vừa nói bọn họ giống hiệp hội cải thiện nhà ở tầng lớp lao động tiên ghen kêu gọi từ thiện năm phần trăm có biết là vì sao không không biết glenn nhấc gậy ba ton đi bên cạnh melissa cô gái với mái tóc đen mềm mại xõa ngang ngực cũng gật đầu theo Benson bước ra bên ngoài nói Loại công ty và hiệp hội cải thiện nhà ở đều chịu ảnh hưởng từ phía Bethlehem mà được thành lập. Bọn họ có ba con đường về tiền bạc, một là gây quỹ từ thiện, hai là thông qua trình báo từ chuyên viên cho vay những sự vụ cộng đồng của chính phủ để nhận được gói vay ưu đãi với lãi suất chừng 4% một năm. Ba là đầu tư thương mại, qua việc thu một số tiền thuê nhà nhất định mà gửi cho đối phương 5% hàng năm, cho nên được gọi là từ thiện 5%. Cột, cột, cột. Ba anh em xuống dưới, chậm chậm đi tới phố Hoa Thủy Tiên. Bọn họ định tìm được nhà mới rồi thì mới đi tìm chủ nhà hiện tại là Frankie. Tránh cho việc chưa chuyển được vào bên kia mà bên này đã bị đuổi đi rồi em nghe selina nói còn có công ty cải thiện nhà ở chỉ lấy tiền từ thiện melissa như đang tự hỏi bản thân benson cười ha ha nói có công ty ký gửi william mà tước sĩ william góp tiền thành lập là một công ty như vậy ông ta tu sửa những nhà trọ cho giai cấp lao động cũng cung cấp quản lý vật nghiệp riêng mà chỉ thu tiền nhà khá rẻ nhưng yêu cầu thì lại khá nghiêm ngặt. Nghe có vẻ anh không thích lắm. Glenn sâu sắc nhận ra điều này, bèn mỉm cười hỏi. Không, anh rất tôn kính ngài William, nhưng anh nghĩ ông ta chẳng biết gì về cuộc sống của dân nghèo chân chính. Yêu cầu vào ở nhà trọ của ông ta, tựa như hy vọng mà mục sư ban cho. Rất không phù hợp với thực tế. Ví dụ như bắt buộc phải tiêm vaccine phòng bệnh chính bắt buộc phải quét dọn phòng tắm luân phiên không được cho thuê lại hoặc dùng cho mục đích kinh doanh không được vứt rác bừa bãi không để cho trẻ con chơi đùa ở hành lang nữ thần ơi ông ta định biến tất cả mọi người thành quý ông quý bà à benson đáp lại bằng câu cửa miệng anh ta quen dùng lan câu mày nghi hoặc hỏi nghe qua thì không có vấn đề gì cả là những yêu cầu đều rất tốt mà. Vâng, Melissa gật đầu phụ họa. Benson nghiêng đào liếc bọn họ, cười ha ha nói. Có lẽ là anh bảo vệ các em kỹ quá, chưa được nhìn thấy cuộc sống thực sự của dân nghèo là như nào. Các em cảm thấy bọn họ có tiền đi tiêm vaccine phòng bệnh chủ yếu sao? Nếu ra xếp hàng ở tổ chức từ thiện miễn phí thì phải sau 3 tháng mới được các em cảm thấy công việc của bọn họ là ổn định chứ không phải tạm thời. Nếu không thể cho thuê lại để thu phí dụng nhất định, tới lúc thất nghiệp lại chuyển ra ngoài. Hơn nữa, có rất nhiều phụ nữ ở nhà may vá thuê cho người ta và sản xuất diêm để duy trì sinh kế. Đây là thuộc về kinh doanh, chẳng lẽ muốn đuổi bọn họ đi hết? Đại đa số bần dân đều cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống. Các em cảm thấy bọn họ rảnh rỗi, dạy dỗ trẻ con, làm cho bọn chúng đừng có chơi đùa ở hành lang. Có lẽ chỉ có thể nhốt chúng nó ở trong phòng, chờ khi nào đủ 7-8 tuổi thì đưa tới nơi nhận lao động trẻ em. Benson không miêu tả gì nhiều, nhưng Lan nghe xong mà cảm thấy sợn tóc gáy. Đây là cuộc sống của dân chúng ở tầng đáy của xã hội ở bên cạnh hắn melissa cũng im lặng thật lâu sau đó mới nói với ngữ khí xa xăm sau khi chuyển qua phố dưới jenny không chịu cho em tới nhà bạn ấy chơi nữa hy vọng cha con bé có thể đi ra khỏi bóng ma vết thương mà tìm được công việc ổn định chẳng qua anh thấy quá nhiều con ma men tự dùng cồn để ma túy bản thân benson chế nhạo một tiếng ngữ khí nặng nề len không biết nói gì cho hay melissa cũng cảm thấy như vậy ba anh em im lặng đi tới phố hoa thủy tiên tìm tới công ty cải thiện nhà ở thành phố tingan người tiếp đón bọn họ là một người đàn ông trung niên có nụ cười hòa ái không mặc vest hay đội mũ chỉ mặc sơ mi trắng phối hợp với chiếc lê đen bên ngoài các vị có thể gọi tôi là Skate. Không biết mấy vị muốn ngôi nhà như nào? Ông ta liếc cây gậy ba ton mạ bạc của Glenn, cười càng ấm áp hơn. Glenn nhìn Benson, người vốn am hiểu cách ăn nói, ý bảo anh ta trả lời. Benson trả lời rất thẳng thắn. Nhà theo dãy. Skate lật giữa tài liệu và hồ sơ trong tay, miễn cười nói. Hiện tại còn năm nơi, là chưa cho thuê. Nói thật ra, chúng tôi ưu tiên những người lao động và con cái bọn họ mà điều kiện gia đình khó khăn, 6, 8, thậm chí là 10, 12 người cùng ở một phòng. Nhà theo dãy thì không nhiều, một căn ở ngay số 2 phố Hoa Thủy Tiên, một căn ở khu phía Bắc, một căn nữa ở khu phía Đông. Tiền thuê một tuần là 12 đến 16 xô. Quý vị, có thể đọc phần giới thiệu cụ thể này ông ta đưa một tài liệu trong tay cho benson glenn và melissa ba anh em đọc qua liếc nhau rồi đồng thời chỉ vào vị trí trên trang giấy chúng tôi muốn xem nhà số hai phố hoa thủy tiên benson nói glenn và melissa gật đầu khu này coi như là khu vực mà bọn họ quen thuộc Hết chương 29 Nếu yêu thích chúng tôi, quý vị độc giả có thể ủng hộ bằng cách donate vào số tài khoản trên video này hoặc thông tin tài khoản ở dưới phần chú thích. Chân thành cảm tạ quý vị mạnh thường quân.